Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là khu tái định cư Lộc An. Tôi đã có rất nhiều các video ở đây rồi. Thì đây là trung tâm của xã Lộc An. Tương lai ở khu vực này rất là phát triển về du lịch. Chỗ này thì rất gần trường học. Thẳng cái đây là trục đường chính ở đây quý vị nhé. Đang làm đường. Chỗ cái tường kia chính là trường học quý vị nhé. Trường học. Chỗ trạm y tế thì ngay đây. Ủy ban nhân dân cũng vài bước chân thôi. Từ đây ra đến chỗ trường học kia nữa. Ở đây. Đấy là mặt tiền đường Lộc An Hồ Lồ đấy. Thẳng đây ra là bưu điện rồi là chợ Lộc An là thẳng ra đây. Chỗ này thì họ đang làm đường. Đường rất là to. Giới thiệu quý vị một cái lô đất ở đây. 8 x 25 quý vị nhé, đất ở hoàn toàn. 2.950 tỷ quý vị ạ. Hướng ở đây là hướng đông nam. Khu vực này. Đây, trường học đây. Chỗ này thì ngay gần với ngã tư. Đặc biệt ở cái khu vực này thì đường xá ở đây rất là to quý vị nhé. Đường to. Đây, họ đang làm đường cống này, cống thoát nước. Đó. Đường lớn lắm. Đây. Quý vị thấy xe của chúng tôi đỗ ở giữa đường luôn. Đấy, đường to chưa? Rất là to. Chị ơi, cái trường kia trường cấp mấy nhỉ? Trường cấp 1. Trường cấp 1. Đây còn trường cấp 2 ở đây. Tức là đầu đường của cái con đường đang làm đây, đầu đường của cái lô đất mặt tiền của mình nhé, là trường cấp 2. Còn phía cuối đường là đường trường cấp 1 quý vị nhá. Đấy, xung quanh đây là trường học. Đi bộ vài bước chân là đến trường học cấp 1, cấp 2. Đất của mình nằm ở giữa hai trường. Đó. Rất là gần. Ủy ban nhân dân cũng vậy. Đây trạm y tế Lộc An đây quý vị này. Đây tôi zoom lên cái này quý vị có thể thấy được. Đó. Trạm y tế Lộc An đấy. Rồi, ủy ban nhân dân các thứ là quanh quẩn đây hết. Rồi. Sơ bộ quý vị biết lô đất như vậy nhé. Quý vị là quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.